Thời tiết rất là lạnh, đang chuẩn bị cho một cái cuộc liên hoan hát chèo quê tại Quỳnh Phụ vào ngày 26, ngày 27 tới đây âm lịch, và tức là vào ngày 12 và ngày 13. Xin cảm ơn mọi người và mong mọi người cổ vũ. Sau đây thì mọi người có thể yêu cầu Hoàng Triều hát một làn điệu nào đó để tặng cho mọi người. Có thể Hoàng Triều có thể hát
làn điệu theo yêu cầu của các anh chị. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây thì xin được hát làn điệu vui vẻ tặng cho mọi người. Chuẩn bị đến ngày hội hát chèo tại Quỳnh Phụ nên Hoàng Triều sẽ hát một bài chèo truyền thống của quê hương mình, đó là bài hát chèo mang tên Thái Bình quê lúa là nôi hát chèo. Đường về quê lúa hôm nay nghe lòng sao xuyên đắm say bồi hồi, quê em đã từ bao đời, Thái Bình em đó là nôi hát chèo. Từ chốn quê nghỉ nhà gan câu hát đi thiết đi tha nghe theo gió bay xa đi mượt đi mà làn điệu đắm mi say lòng người nghệ thuật nghề trang.
Xin cảm ơn những tình cảm của rất nhiều người đã ủng hộ cho Hoàng Kiều. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho Hoàng Kiều. Mọi người muốn nghe bài hát gì thì mình sẽ hát theo yêu cầu của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều các bạn thả tim. Xin cảm ơn Đạt rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỉ còn một ngày nữa là chúng ta sẽ về với hội chèo Quỳnh Phụ. Sẽ được gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều bạn bè. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị, những người yêu chèo trong thời gian qua đã ủng hộ cho Hoàng Chiều rất nhiều, động viên, khích lệ. Và xin hẹn các anh chị là vào ngày 26, tức là ngày 12 tới đây, ngày kia, tối ngày kia là chúng ta đã khai mạc hội những người yêu hát chèo tại Quỳnh Phụ, tại nhà văn hóa Quỳnh Phụ. Hôm đó thì mọi người sẽ được gặp nhau và chắc chắn là sẽ vui. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây xin hát một bài hát chèo Thái Bình quê em điểm hẹn gửi tặng cho mọi người. Đón khách như đón mùa xuân, tiếp khách như tiếp người thân mới về, về thăm nơi một miền quê mênh mông bát ngát bốn mùa lúa reo, dạt dào sóng nước hòa theo lời ca khúc nhạc điệu chèo thiết tha. Khách đến đi chơi nghỉ nhà, quê hương chúng em mừng vui đón khách đến chơi nhà, cũng là thăm nơi hương đồng gió nổi đã từ bao đời, lúa đẹp người sinh Thái Bình mảnh đất đi nhân đi kiệt địa.
Xin cảm ơn Đạt rất nhiều nhá. Đạt Vĩnh Phúc. Xin cảm ơn các anh các chị, đặc biệt là những người yêu chèo. Hôm nay mọi người yêu cầu bài hát gì thì Hoàng Triều sẽ Nguyễn An điệu là nghề của em. Xin cảm ơn anh Nguyễn An, điệu là nghề của em nhé. Vâng, xin cảm ơn Đạt rất nhiều, cảm ơn mắt em kém lắm, Phan Trần 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 Phan Diễn. Xin cảm ơn mọi người đang xem và thả chim rất nhiều ủng hộ cho Hoàng Triều. Đó cũng là lời động viên Hoàng Triều sẽ hát những ca khúc mà mọi người yêu thích. Sau đây thì Hoàng Triều sẽ hát một làn điệu mình sẽ hát mọi người chờ cho một chút. Mình sẽ tìm lại. Mình sẽ hát ra một làn điệu chèo cổ. Làn chèo điều chèo chết trong vở chèo Tấm Cám, nó mang tên Chinh Phụ Lời Cổ.
Xin cảm ơn mọi người. Anh chị em thích hát bài gì yêu cầu Hoàng Triều sẽ hát tặng cho mọi người. Đào liễu nghi có một ni mình. Rất nhiều. Hôm nay thời rét quá, ngạt mũi nên là hát nó không được thoát. Sau đây thì sẽ hát một bài Nhớ Đồng Đội để tặng cho mọi người. Nghĩa tình đồng đội sắt son, như cây một gốc, như con một nhà, chia nhau điếu thuốc quả cà, cuộc đời gắn bó đập đà thủy chung.
Ui, có nghi sinh cùng tháng năm của giặc Mỹ, nhiều nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tuyến đường Trường Sơn thông suốt cho những đoàn xe ngày đêm ra trận chi viện cho chiến trường miền Nam. Hôm nay đây tôi về thăm bạn, tìm bạn, nhưng biết tìm bạn nơi đâu? Nơi đây chỉ có hoa lá cỏ cây, hát ca trong gió mà lòng tôi đau. Nỗi nghĩ
xin hát một làn điệu chèo tôi mang tên Đò Đưa tặng cho quý vị. Nhịp nhàng chèo mở lái ra, căng buồm lướt sông, hát bài ca chung tình. Chèo mở nghỉ lái ra nghỉ. Rất nhiều. Bây giờ mình chat bài gì nhỉ? Mình chat một làn điệu chèo rất là khó. Đường trường trong rừng. Tặng cho mọi người. Đây là một trong những làn điệu rất khó. Làn điệu chèo mang tên Đường Trường Trong Rừng. Cô bay ở mãi trong rừng, chim kêu vườn hót lên nửa mừng.
Cô bay ơi sao cô ở mãi ơi chứ
bác nhìn em nhuộm tóc màu này đẹp không? Tết này ăn chơi đấy. Và mọi người thích hát bài gì yêu cầu Hoàng Diệu sẽ hát tặng mọi người bài. Hát chèo thì gặp với anh Thái Bình giống xấu hổ lắm. Mấy anh nhìn hát chèo này em xấu hổ lắm. Không dám hát, tắt điện luôn. Xin hát tặng mọi người một làn điệu mà là điều du xuân. 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 Có các anh chị rất nhiều, hát nghiệp dư nên là hát liều hát lĩnh, nhưng mà nên là có vấn đề gì thì cái anh chị mọi người thông cảm. Lâu không hát, mãi làm việc thì lâu không hát thì quên hết cả lời.
mọi người thông cảm. Ôi nghe mưa gió rét thế này nghe tạm cho nó đỡ buồn, em cũng hết mình để phục vụ các bác. Cảm ơn rất nhiều người đã thông cảm và cũng đã rất là quý mến Hoàng Triều, thả tim rất nhiều. Tối nay thì phải một bao tim. Xin cảm ơn mọi người. Xin hát một làn điệu Đường Trường Thính Đàn tặng quý vị. Hát bụi vạn. Bác thông cảm, hát không được hay. Cố gắng phục vụ các bác. Hết cả nước. Đó là ông rượu nhá, đã đi mời rượu.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người mai về kịp sao được. Mọi người yêu cầu Hoàng Triều hát bài gì, Hoàng Triều sẽ hát quý vị nghe. Mọi người thích bài gì ạ? Hát bài hát văn nhé. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mai con đê đầu đời em ở mãi còn đi đầu quần lính dọn đi dàn khăn nhung, quần lính dọn đi dàn áo cài quý bấm em làm gì, em làm khổ tôi. Đâu đâu cái em đùa rồi cái dây lưng đi núi nhuộm hồi sang xuân nào đâu. Cái áo tứ thân này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh An Hải Linh rất nhiều. Nào đâu cái áo tứ thân cái khăn đi mò qua cái quần nãy đen nói ra sợ mất đi lòng đi em đi. Nói ra sợ mất lòng thì em van em đi hãy giữ nguyên quê mùa như hôm em đi lễ chùa nghỉ. Như hôm em đi lễ chùa cứ ăn đi mặc thế cho vừa lòng nghề anh hoa trông ở giữa vườn chay. Thầy u mình với chúng mình chân quên như hôm em đi tìm về đi.
như hôm em đây tỉnh về hương đồng gió nổi bay đi nhiều bay đi nhiều em ơi giữa lấy chân quê xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã thả tim động viên Hoàng Triều. Hôm nay trời rất là rét, ngạt mũi đó. Hát tặng mọi người mấy bài cho vui, lâu rồi cũng không hát. Xin cảm ơn các anh chị em đã động viên Hoàng Triều rất nhiều. Sau đây xin hát một bài hát được lâu lắm rồi, bài hát Những Mùa Lúa Ơn Bác. Có thể là lời nó hơi bị lẫn tí, bị thông cảm. Đây là bài hát được mang tên Những Mùa Lúa Ơn Bác, theo một làn điệu chầu được mang tên là Quân Tử Vũ Dịch. Thầm mê xưa
Sau đây mình xin hát một làn điệu chèo, một sáng tác của soạn giả Mai Văn Lạng, bài hát chèo được mang tên Gửi Nhớ Vào Thu. Cảm ơn các bác, các anh chị rất nhiều. Thả tim. Cảm ơn anh Cao Hoàng rất nhiều. Cái kia được gặp rồi, tao mà có rượu để uống ngay Cao Hoàng ạ. Xin hát tặng mọi người bài hát này. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mình. Trong gió xôn xao tiếng thu thương nhớ đọng vào lời ca, em về thưa với mẹ cha, trầu xanh anh đợi tình nhà nơi em, một lời đã nguyện thì nên xin đừng chỉ hẹn lại quên cả mười. Sóng thu gợi mắt ai cười, tình thu gợi nhớ đến người ta. Nắng mới trải trên đồng đẹp sắc mây hồng. Anh Mai Văn Lạng đâu vào thả tim tiếp này. Dịu nghỉ thank you.
trời nghỉ mùa thu nghỉ xanh nghỉ trong nghỉ bởi tim nhiều ạ. Thả cả cho anh Mai Văn Lạc nữa. Anh thích hát bài gì Hoàng Triều hát tặng anh Cao Hoàng ơi. Anh Cao Hoàng thích hát bài gì, các anh các chị thích hát bài gì cứ nhắn vào đây em sẽ hát. Em sẽ phục vụ hết mình, bao nhiêu làn điệu chèo cổ em có thể chơi được hết. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Có lẽ là hát tặng anh Cao Hoàng bài nhịp bài đò đưa nhỉ, anh em thấy nhỉ, hát bài đò đưa để anh Cao Hoàng hôm tới thì có chương trình của anh Cao Hoàng, anh Cao Hoàng nghe xem Hoàng Triều hát trực tiếp đò đưa xem là có ổn không, thì hôm tới thì hát trong cánh gà. Xin tặng anh Cao Hoàng, tất cả các anh các chị hát, bài này cũng đã hát rồi nhưng mà hát lại làn điệu chèo đò đưa lời cổ xin gửi tặng. Nhịp nhàng chèo mở lái dài căng buồm lướt sông hát bài ca chung tình chèo mở nghỉ lái ra nghỉ chiếc nghỉ thách nhất cô nàng ơi chèo nghỉ mở nghỉ lái ra nghỉ phách nhì là chưa có vợ mi ai à mà để khách ba thời khách ba chưa chồng chú mi môi mi ơi thường lấy lại cùng mi nàng rằng thời các cô nàng ơi
cung nghỉ đàn. Nàng rằng nơi các cô nàng ơi, ơi này này lùi lùi xuống nghe xanh nghe bầy. Lênh đênh là con chèo quê, mà để sánh bầy, thời sánh bầy thuyền na. Ngày trước tôi thơ bầu rượu mấy cung đàn. Bạn Quân ơi, mình nghiệp dư thôi, không phải là diễn viên của nhà hát chèo Thế Bình đâu. Diễn viên nhà hát chèo Thế Bình họ hát hay lắm, mình nghiệp dư thôi. Xin cảm ơn anh bạn Nguyễn Tuấn này, mặt kém lắm. Cảm ơn các anh chị đang xem, cảm ơn các anh chị thả tim, cảm ơn anh và chồng anh Cao Hoàng rất nhiều. Ngày kia được gặp nhau rồi, chắc chắn là phải uống rượu rồi. Rất là mong gặp các anh các chị ở trên Hà Nội, bởi vì là bao nhiêu năm thì cũng bận rộn nên là không tham gia được một cái chương trình nào cả. Có lẽ đây cũng là một cái chương trình đầu tiên mà Hoàng Triều tham gia, vì là cũng yêu chèo nhưng mà bao nhiêu năm rồi bận công việc không tham gia được. Năm nay thì cũng không phải là dỗi, nhưng mà thôi thì ta cứ phải chơi đã, đúng không? Tết đến nơi rồi cứ phải chơi đã. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một buổi tối hôm nay trời rất là rét ở dưới Thái Thụy, dưới Cồn, đây mình đang ở dưới Cồn Đen, đang ở trong công ty mà rất là rét. Nhưng mà thôi thì ở trong phòng thì nó cũng ấm hơn. Thế nhưng mà cũng với cái tình cảm của mọi người dành cho Hoàng Triều từ bấy lâu nay rồi, rất nhiều nhiều người biết Hoàng Triều hát được chút chèo nên cũng quý mến, nhiều người cũng gọi điện, cũng nhắn Facebook rồi cũng tâm sự. Trước hết thì phải nói một điều là xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, cảm ơn các anh các chị, cảm ơn mọi người. Sẽ có dịp mà Hoàng Triều sẽ làm một cái DVD thật là tuyệt vời để tặng cho các anh chị, xin cảm ơn. Sau đây thì anh Cao Hoàng thích hát bài gì ạ? Các anh các chị thích hát bài gì Hoàng Triều sẽ hát tặng ạ? Có nhiều bài hát lắm nên là ai thì, các anh chị muốn hát bài gì thì phải nói Hoàng Triều, thì Hoàng Triều hát sẽ hay hơn, đúng với sở thích của anh chị hơn. Sau đây thì xin hát xin hát một làn điệu chèo cổ nữa tặng quý vị, một làn điệu chèo cổ được mang tên là Sa Lịch Trinh. Vì chàng tiếp phải lo xa nghi, gió đông hư hắt cái hạt sương xa, lạnh như lông. Bạc nó chả vừa thôi ơi em mình,
đêm làng nghi vàng xanh với bạc nghi trá vừa coi chữ tình cho nước nó chảy. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn những tình cảm của mọi người. Thực ra thì làm việc đôi khi nó chết, anh em mình giải trí tí cho nó thoải mái. Mọi người bảo là hát nhạc thì hát không nhạc nghe như thế nào đúng không?
có thể là mình sẽ hát không nhạc cũng như là hát nhạc. Ví dụ như là ăn một miếng trầu gặp đây, ăn đi một miếng trầu, không nghĩ ăn cầm lấy, không nghĩ ăn cũng nhận, nè cho nhau vừa lòng. Trầu này trầu tinh, trầu tinh thì chế lời đấy nhé. Anh còn ngon, em cũng còn ngon, anh một con, em cũng vài con, ước nghĩ gì ta được, ước nghĩ gì ta được, dồn con một nhà, anh thì về thưa với vợ anh, em thì về thưa với chồng em, ta về sắp xếp mi thời gian đi. Đây là hát bằng giọng thật hoặc là hát giọng thật đấy. Vừa là mình hát một cái làn điệu dân ca Bắc Bộ, mình sẽ hát một câu hát chèo không có nhạc. Sông vì thủy chứ nay con ca cạn nỉ sâu nghi ý, vui quý vị tí, bà Lào thả lắm tim thế. À Đạt à, em Đạt à, anh có hát đâu mà em thả tim. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chú ơi hát bài Cô Đôi Thượng Ngàn à. Cô Đôi Thượng Ngàn, đúng rồi, Cô Đôi Thượng Ngàn con nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các anh, các chị, mọi người đang xem. Mình không biết xem người xem ở chỗ nào. Thử bấm vào đây xem. Có bao nhiêu người xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây mọi người thích hát bài gì mình sẽ hát cho mọi người nghe. Các anh chị cứ nhắn. Thôi hát Cô Đôi Thượng Ngàn làm gì con. Cháu hát bài đấy, hát bài đấy phải vào rằm một nó mới có tiền. Mọi người thích hát bài gì ạ? Mọi người nhắn tin ạ. Anh neo đậu bến quê thích hát bài gì em sẽ hát cho anh nha. Bạn Phạm Dực. Thằng này hát Cô Đôi Thượng Ngàn làm gì, hát bài khác nha, hát bài nữa rồi nghỉ. Mình sẽ hát bài Hát Về Tổ Quốc. Xin hát một bài chèo Trường Mang Thiên hát về Tổ Quốc hôm nay tặng cho mọi người. Xin có nghĩ
Các cô chú các anh chị rất nhiều, mọi người đã lắng nghe và đã động viên Hoàng Triều. Mắt kém quá. Vâng, cảm ơn chú Cách, cảm ơn chú Cách rất nhiều. Cảm ơn chú Cách rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Và sau đây thì chị Mai Hoa thích hát bài gì, em sẽ hát tặng chị. Chị Mai Hoa ơi, chị hát bài, chị thích bài gì em hát tặng chị. Chị thích hát bài gì em hát tặng chị, em sẽ hát một làn điệu chèo. Một làn điệu chèo nữa tặng cho mọi người. Mình sẽ hát một làn điệu chèo. Xin hát bài hát này đang rất là đang rất, mọi người đang rất thích. Tối ngày kia mình, sáng ngày kia mình sẽ hát cho trong hội chèo ở Quỳnh Phụ. Bài hát được mang tên Cúc ơi em ở đâu. Chị Tần A Trưởng điểm danh, chín bạn đã xếp thành hàng.
hàng ngang ý, tiểu đội mình đã xếp đi. Ôi ơi à, mà em đi nằm nơi nào, em ơi sao chẳng thương, đã đưa chín đi bạn đi quay quần, em ơi em đi ở mô thời đưa đi đồng đi đổi đi lên lòng đất ý, đâu kia là lạnh lắm mi. Ôi ơi à, mà anh đi sợ em đi đau, anh đau đớ đau sâu. Bao nhiêu nhát đi cuộc đi kiên trì, em ơi anh đi tìm em. Khốn thiên khi em đi nhớ đi đường đi về. Cúc ơi, Cúc ơi lạnh lắm không em, da xanh áo mỏng vai mềm chịu sao. Bao nhiêu nhát cuốc anh đào, nhói đau tim buốt. Nơi nào Cúc nằm, sống nghĩ quê mình ngàn phố đi. Ôi ơi à, mà đôi khi mờ xanh như trong, em ơi em đi về thôi, về ăn quýt đi đỏ nghi sơn nhì bằng xuống xuê chi cây. Quê ta quýt đi đỏ đi sớm nén đi hương nghi giữa trời đồng lòng. Đất sâu chưa thấy em đi về. Cúc ơi, em ở đâu? Cũng mới lần hát bài này này trẻ lắm á, đều thế, xúc động. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chị Mai Hoa khen em. Chị còn khen dài dài chị Mai Hoa nhá. Em hát được 6-70 làn điệu lát trèo khó cơ mà. Chị cứ yên tâm. Cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn bạn Linh,
Cảm ơn các anh chị đang xem. Cảm ơn bạn Đức. Cảm ơn bạn đồng quê. Chắc không phải tên là đồng chung về tên là quê, nhưng mà nick là thế nên em cứ chào thế. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người thích nghe bài gì ạ? Cứ chào cổ chào mới em hát được hết. Cứ thích bài gì em hát cho anh chị nghe. Chứ em nhiều bài lắm, em chẳng biết chọn bài nào cả. Các anh chị thích bài gì ạ? Nghe xúc động quá. Vâng, em người mít ướt nên là em hát hay xúc động. Để em xem con làn điệu gì. Đào liễu hát rồi, trong rừng hát rồi, du xuân hát rồi. Xem làn điệu gì em hát. Hát cho anh chị nghe làn điệu bài Ngồi buồn với mẹ ta xưa. Nó cùng với cái dòng xúc động này. Chờ em rót cốc nước đã. Không tí nữa em nổ cổ. Xin hát Ngồi buồn với mẹ ta xưa tặng anh chị ạ. Anh chị rối rối thả tim cho động viên em nhé. Em hát chầu văn. Vâng, đây là điệu hát văn chứ không phải chầu văn ạ. Vâng, em sẽ hát hát văn chuẩn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bần thần hương hoè thơm đêm khói hương bé đèo đường lên niết bàn chân nhang lấp lấp cho tàn ni xăm xăm bóng mẹ trần ni gian ni thank you.
Bao giờ cho đến mùa thu trái hồng, trái bưởi đánh tô giữa rằng bao giờ, cho đến tháng y năm y. Bao giờ cho đêm tháng y năm mẹ ta trải chiếu ta nằm đêm sao nghi sống nghi a này a ngân a chạy ngược này a chạy ngược chạy ngược nhà lên cao y ngân hà chảy ngược lên đi cao quạt ngó bơ cũng nghèo ngao ý à thăm bờ bờ nghi áo này à bờ áo đom đóm này à chậm chờn đom đóm à chậm chờn bờ áo đom đóm chậm nhì tròn lên đi cao bước đi trong leo lẻo những vui buồn xa xăm mẹ ru cay lẻ ở đời rất nhiều, hát mười mấy bài rồi. Xin được cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người.